Mình là Thủy, mình hiện tại đang ở Huế và công việc của mình là một giáo viên dạy cấp 3. Mình sử dụng thì mình có được những cái hiệu quả mà mình không ngờ tới. Hiệu quả thứ nhất đó là sau 5 ngày thì giấc ngủ của mình rất ngon. Trước đây mình ngủ đủ giấc nhưng giấc ngủ của mình không ngon. Bởi trong giấc ngủ của mình thường là ngủ hay rơi vào cái tình trạng của sự ly bì và hay nằm mộng mị. Nhưng từ khi mình dùng Nai đến bây giờ, cho đến bây giờ đã 3 tháng, thì hoàn toàn những cái biểu hiện đó mình không có nữa. Mình rất là cảm ơn Nai đã đem đến cho mình một cái giấc ngủ rất là ngon và giấc ngủ rất là sâu. Mình dậy sớm và tinh thần rất là sảng khoái. Cái điểm thứ hai mà mình yêu Nai hơn nữa đó là bây giờ mình đã 45 tuổi và nội tiết tố của mình suy giảm. Có những cái biểu hiện của kinh nguyệt đó là mình rất hay đau lưng và rất hay đau bụng. Đặc biệt, nói xin lỗi các bạn, đó là khi mà đèn đỏ của mình ra thì nó không, cái màu của nó đen và nó bón cục. Nhưng từ khi mình dùng này, cái lần đầu tiên khi mà thì mình đèn đỏ đấy thì mình rất là mừng, bởi vì hiện tượng đau lưng, hiện tượng đau bụng không còn nữa. Đặc biệt nữa đó là đèn đỏ của mình ra, xin lỗi các bạn một tí, đó là nó tươi hồng giống như thời con gái và mình rất rất là mừng. Và Nai đã đem đến cho mình cái món quà giống như thời con gái. Cái điểm thứ ba mà Nai đem đến cho mình nữa đó chính là mình bị viêm mũi dị ứng thời tiết. Thời tiết ở Huế, đặc biệt là cái giao mùa nắng mưa thất thường, thì bản thân mình là thường xuyên bị hắt xì hơi và đặc biệt là nước mũi nó cứ chảy. Và từ khi mình dùng Nai, do Nai có nano glutathione kết hợp với nano curcumin là một trong những cái dược chất kháng viêm, và chính vì lẽ đó cho nên là mình đã giải quyết được cái việc viêm xoang. Và cái căn bệnh này thì mình đã đi rất là nhiều bác sĩ khám, uống thuốc tây rất là nhiều nhưng mà cũng không khỏi, và bây giờ là gần như 3 tháng nay mình không biết hắt xì hơi là gì, cũng không biết chảy nước mũi là gì. Thì đó là cái món quà mà Nai đem đến cho mình vô cùng cảm ơn Nai. Một cái món quà nữa mà tất cả các bạn, chắc là các bạn cũng đã cảm nhận được khi các bạn nhìn vào cái khuôn mặt của mình. Nai đã đem đến cho mình một cái làn da nám mờ không hết. Chắc chắn rằng nếu như một công ty nào, một sản phẩm nào mà họ cam kết cho các bạn 100% mất nám thì chắc chắn là không có rồi. Da mình ngày trước khi mình sinh thì mình bị nội tiết tố, nám do nội tiết tố do sinh, và phải 10 năm sau do cái điều kiện nuôi con nhỏ cho nên mình không có điều kiện để mà chăm sóc bản thân. 10 năm sau đó thì mình đi laser, nhưng mà laser một thời gian từ khoảng 3 năm thôi thì nó lại nổi lại, và mình dùng rất nhiều các cái sản phẩm nhưng mà nó không cho lại cái hiệu quả gì cả. Nhưng mà từ khi mình dùng này thì cái làn da của mình sáng hơn, lỗ chân lông se khít hơn, và đặc biệt nữa là cái sắc hồng trên cái khuôn mặt. Trắng của Nai đem đến cho mình không phải là cái trắng bình thường mà trắng sắc hồng và rất là khỏe khoắn. Một cái điểm chạm nữa đó chính là mình rất hay bị tê bì tay chân. Tay chân là hay hay bị nhức mỏi vào cái trở trời, nhưng mà từ lúc dùng Nai mình cũng không có được, không có cái hiện tượng đó xảy ra, và mình rất yêu Nai.